Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật ô tô VATC. Em là Phước Thế, là nhân viên tư vấn tuyển sinh. Thì ngày hôm nay em sẽ dẫn anh em đi tham quan một buổi lễ khai giảng của khóa kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện điện tử ô tô chuyên nghiệp khóa K29 sẽ diễn ra tại Trung tâm VATC như thế nào nhé. Đây là buổi lễ khai giảng của lớp kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện tử ô tô chuyên nghiệp khóa K29. Thời gian học của lớp mình là vào buổi chiều. Tại đây là phần chờ làm thủ tục nhập học, bao gồm như là nhận sách tài liệu cũng như là nhận đồng phục của tất cả anh em học viên chúng ta. Vâng, ngay tại đây, đó là phòng diễn ra buổi lễ khai giảng cũng như là phòng học lý thuyết của anh em. Thì phòng học rất là rộng rãi và thoáng mát, giúp cho anh em có những buổi học thoải mái hơn. Chúng ta báo cáo vẫn tăng trưởng 3%. Và chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta, đất nước chúng ta đã vượt qua những thời kỳ khó khăn nhất. Chính phủ cũng đã và cùng với người dân cũng đã bắt đầu thích nghi và chấp nhận cái vấn đề dịch bệnh Covid. Dạ vâng, em chào anh. Anh có thể tự giới thiệu về bản thân mình? Mình là Phạm Hữu Danh, đến từ Đà Nẵng. Từ đâu thì anh đã biết đến VATC mà để đăng ký được cái khóa học K29 này anh? Mình được một người anh giới thiệu, anh cũng đang công tác trong ngành. Ok, cảm ơn. Thì khi mà anh em mình chọn cái ngành sửa chữa ô tô này á, thì anh em có cái kỳ vọng sắp tới sau khi kết thúc khóa học không? Mình muốn tiếp thu những bài học học được ở trường, sau đó để được ứng dụng thực tế và đi làm. Thì anh em có định hướng về cái nghề tương lai mình chưa? Là khi sau khi kết thúc học á, là anh em mình làm ở vị trí, nói chung là mình sẽ chọn làm ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là về quê lập nghiệp? Chắc bước đầu mình sẽ làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đủ được những điều kiện cần thiết thì mình sẽ về. Ok, thì em xin chúc anh Danh sẽ đạt được những kỳ vọng sắp tới và thành công hơn trong cái lĩnh vực ô tô này ha. Các bạn có anh Danh vậy? Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu xong cho anh em về cái buổi lễ khai giảng của lớp kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện tử ô tô chuyên nghiệp khóa K29 tại Trung tâm VATC, cũng như là những cảm nhận của các bạn học viên đã tham gia cái buổi lễ khai giảng này. Thì anh em nào có nhu cầu cần tư vấn và đăng ký các khóa học sửa chữa điện ô tô, chẩn đoán ô tô, có thể liên hệ em thông qua số hotline hoặc truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết. Chào anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.